Quý vị thân mến, vậy là một năm đã trôi qua. Đón chào thời khắc bắt đầu của một năm mới, Khánh Linh xin thay mặt tất cả những người làm chương trình kính chúc quý thính giả luôn bình an và hạnh phúc. Chúng tôi, những người thực hiện chương trình Lắng Đọng Đêm Về, luôn cố gắng truyền tải những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của ông cha từ ngàn xưa, đề cao tín ngưỡng đối với thần Phật. Kính mong nhận được sự ủng hộ và yêu mến từ quý thính giả để chương trình ngày càng được lan tỏa nhiều hơn tới cộng đồng. Quý vị thân mến, văn hóa truyền thống luôn đề cao chữ hiếu. Có câu, trăm thiện, hiếu đứng đầu. Cha mẹ là người có công sinh thành và nuôi nấng chúng ta nên người. Người xưa coi việc phụng dưỡng cha mẹ già là trách nhiệm, nghĩa vụ và chính là nền tảng làm người, nên họ xem việc phụng dưỡng ấy là điều đương nhiên. Nhưng trong xã hội thời nay, vì chạy theo cuộc sống tự do, mải bận rộn với công việc, con người ta dường như đã quên mất điều này. Chúng ta hãy cùng chiêm nghiệm một chút qua tâm thư của một người mẹ già trong chương trình ngày hôm nay. Tâm thư của người mẹ già. Cảm ơn các con đã chăm sóc mẹ, nhưng mẹ hối hận vì đã sinh ra các con. Các con trai của mẹ. Hôm nay ngày mùng 6 tháng 6, mẹ đón sinh nhật 80 tuổi. Điều đó cũng có nghĩa là mẹ đã sống trọn vẹn 80 năm rồi. Những ngày tháng này, mẹ sinh ra 4 đứa con, lại giúp các con chăm sóc 8 đứa cháu. Cũng có thể nói rằng, cả đời mẹ dùng chính đôi tay mình tận tâm chăm sóc cho 12 người, cả con lẫn cháu. Nhưng mẹ già rồi, già đến mức phải nhìn sắc mặt của các con mà sống. Thực ra vài năm trước, khi bố các con qua đời, mẹ cũng đã cảm giác rõ ràng được rằng các con đối với mẹ có chút không nhẫn nại. Một ngày rồi lại một ngày qua. Khi bố các con qua đời, mẹ thật sự hy vọng một trong số các con có thể đón mẹ về nhà sống. Mẹ muốn sống cùng các con, đứa nào cũng được. Cũng vì vậy mà mẹ đã chờ đợi cả 2 tháng trời, rồi lại 2 tháng tiếp. Trái tim mẹ nguội lạnh vì mẹ biết không có ai muốn đón mẹ về nhà. Cũng may khi đó, các con đối xử với mẹ cũng có thể coi là tốt. 4 đứa con thay phiên nhau, mỗi người 1 tuần đến chăm sóc mẹ. Như vậy mỗi ngày đêm đến, mẹ cũng không còn sợ hãi nữa. Thật lòng mà nói, mẹ sống đến tuổi này rồi, còn sợ cái gì nữa chứ? Mặc dù từ nhỏ lớn lên ở nông thôn, đã được nghe kể lại những câu chuyện kinh dị, nhưng đến thời khắc này, mẹ không còn tin những truyền thuyết đó nữa. Cái mẹ sợ chẳng qua là sự cô đơn. Các con trai của mẹ, các con đã ở bên cạnh mẹ 1 năm 9 tháng, cũng khoảng 630 ngày. Là một người mẹ, mẹ rất cảm động. Cảm động các con đã bầu bạn với mẹ. Sau đó, sắc mặt của các con, từng đứa một càng ngày càng khó coi. Đến rồi cũng chẳng nói một câu. Đi cũng như vậy, chẳng lấy một lời chào hỏi. Giống như các con vào trong một khách sạn. Người bên trong đó nhìn các con và bà lão đi bên cạnh sẽ cảm thấy như chẳng có một chút quan hệ nào cả. Mẹ cứ sợ đắc tội với 1 trong 4 đứa con. Mặc dù mẹ không ăn của các con 1 miếng cơm nào, không mặc của các con 1 cái quần, cái áo nào, không tiêu của các con 1 đồng. Nhưng các con bầu bạn với mẹ, cũng chính là mẹ đã thiếu nợ các con. Vì thế, mẹ cũng trở nên thận trọng hơn,
nhưng các con vẫn như thế, dần rời bỏ mẹ, một mình trong đêm khuya vắng, rồi chẳng ai quay lại nữa, để lại cho mẹ trong cô đơn. Như thế cũng tốt, bố các con đã qua đời, các con cũng ở bên cạnh mẹ được 1 năm 9 tháng. Như thế đối với mẹ là rất cảm động rồi. Những ngày tháng còn lại, mẹ tự bước tiếp. Cứ như vậy, 2 năm khó khăn qua đi, mẹ đã qua sinh nhật lần thứ 80. Các con chúc thọ mẹ rằng trường mệnh 100 tuổi, mẹ cười, cười khổ. Sống đến tuổi này là đủ rồi, 100 tuổi cũng chẳng có ích gì. Khoảng thời gian này, lòng mẹ càng lúc càng buồn. Mẹ không nói ra, cũng không biết nói với ai. Mẹ hy vọng bệnh tật có thể sớm ngày mang mẹ đi. Như thế, mẹ đã vô cùng cảm kích vận mệnh không bạc đãi mình. Vài ngày trước, mẹ mơ thấy bố các con. Ông ấy nhìn mẹ, cười với mẹ nói: "Đi thôi, tôi về đón bà. Đi với tôi, bà sẽ không còn cô đơn nữa." Tỉnh dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ, mẹ thấy những ngôi sao lấp lánh, cả vầng trăng vừa tròn vừa lớn. Trong cảnh sắc tuyệt vời của màn đêm ấy, mẹ mơ thấy bố con, mơ thấy ông ấy về đón mẹ. Mẹ cảm kích tình yêu cả đời của ông ấy dành cho mẹ, cũng cảm kích 630 ngày các con đã ở bên cạnh mẹ. Lòng mẹ mỗi ngày lại càng buồn bã. Mẹ biết ngày mai mặt trời lại chiếu sáng. Khi mẹ viết những dòng thư này, mẹ biết duyên phận mẹ con chúng ta cuối cùng cũng có ngày kết thúc. Đầu mẹ tóc đã bạc trắng, mẹ xin dùng cả mái đầu bạc này thề rằng mẹ thật sự cảm ơn các con đã bầu bạn, chăm sóc mẹ. Nhưng ngoài câu đó, mẹ còn muốn nói: mẹ hối hận vì đã sinh ra các con. Nếu có kiếp sau, mẹ không muốn gặp lại nữa. Nhưng là một người mẹ, mẹ không thể trở nên lạnh nhạt với các con mình được. Mẹ vẫn hy vọng cả 4 con cuối đời được hạnh phúc, sẽ không bị 8 đứa cháu từ bỏ. Tình hết rồi, từ ngữ hết rồi, thì dừng lại ở đây. Vài ngày sau, bà lão qua đời, ra đi một cách nhẹ nhàng trên giường của mình, trong tay nắm chặt bức ảnh của 2 ông bà. Nếu có một ngày, bạn phát hiện ra cây và hoa của cha đã trở nên hoang phế. Nếu có một ngày, bạn phát hiện ra tủ quần áo trong nhà đã chứa đầy bụi bẩn. Nếu có một ngày, bạn phát hiện ra đồ ăn mẹ bạn nấu quá mặn, quá khó ăn. Nếu có một ngày, bạn phát hiện ra cha mẹ thường quên tắt bếp ga. Nếu có một ngày, bạn phát hiện ra phản ứng của cha mẹ lúc qua đường dần trở nên chậm chạp. Nếu có một ngày, bạn phát hiện ra cha mẹ già có những thói quen không còn được duy trì như trước nữa, giống như chuyện họ không thích ngày nào cũng phải tắm. Nếu có một ngày, bạn nhận ra rằng cha mẹ không thích đi ra ngoài, thì xin hãy chăm sóc kỹ cho cha mẹ. Đừng làm những chuyện khiến bản thân phải cảm thấy hối hận. Đừng để đến khi họ không còn nữa mới hiểu thế nào là trân trọng. Nếu có một ngày, 2 người sinh bạn ra, nuôi bạn khôn lớn đều đã đi cả rồi, trên đời này sẽ không còn ai yêu thương bạn, bao bọc bạn một cách thật lòng, thật tâm như thế nữa.
khi bạn hồi tưởng lại những khoảnh khắc ở bên cha mẹ, có phải cả mặt sẽ đầy nước mắt? Có phải khóc trước mộ cha mẹ đến đứt ruột, đứt gan? Khi có thời gian, hãy trở về nhà thăm cha mẹ. Họ chỉ cần nhìn thấy bạn trở về nhà. Đừng lãng phí thời gian của mình trong những trò giải trí vô bổ. Hãy về nhà ăn với cha mẹ một bữa cơm. Đừng để họ phải trông ngóng bạn. Nếu có một ngày cả hai người sinh ra bạn đều đi rồi, trên đời này không còn ai có thể bảo vệ bạn vô điều kiện. Vì thế đừng làm bố mẹ bạn đau lòng. Khi cha mẹ còn sống, hãy mang đến cho họ nhiều niềm vui hơn. Đừng nói bản thân không có thời gian, rằng công việc bận rộn. Bạn phải biết rằng trên đời này, bạn chỉ có một cha, một mẹ. Công việc không còn thì tìm việc khác. Ngay cả khi trái tim không còn nữa, bạn còn thay một cái khác cơ mà. Hãy sống thật tốt, đối xử tử tế với cha mẹ mình. Nếu có một ngày những người sinh ra, nuôi dưỡng bạn đều đi rồi, chúng ta có hối tiếc cũng chẳng còn kịp nữa. Cảm ơn quý thính giả đã ghé thăm Lắng Đọng Đêm Về, được phát sóng vào 20 giờ tối thứ 3, 5 và 7. Lắng Đọng Đêm Về hy vọng quý thính giả có những phút giây chiêm nghiệm sâu lắng sau mỗi ngày làm việc bận rộn. Đừng quên chia sẻ cảm nhận của quý vị ở bên dưới để giúp chúng tôi thực hiện chương trình tốt hơn. Mến chúc quý vị một buổi tối bình an và ngon giấc.